Thì chiếc hàng này thì cũng là một chiếc hàng hết sức đặc biệt, và những dòng thuốc men và bên Duy cũng gửi đến tất cả các bạn. Và trong thời gian vừa qua thì những cái dòng mà Duy hay chia sẻ và giống như ai trên ao nhà đó thì được quý bà con ủng hộ rất là nhiều, và Duy xin review trong ngày hôm nay. Để có một kết quả tốt thì những cái dòng an toàn sinh học và không giống như là những cái dòng men công nghệ cao, và hướng đến cái việc đó là hạ chi phí và nâng cái hiệu quả lên, thì dòng gồ sắt là một những dòng mà Duy đang chia sẻ cho bà con rất là nhiều, với nhiều ưu thế, ví dụ như là vừa xử lý đáy được và vừa xử lý nước được để ngăn khí độc, cũng giống như là xử lý lơ lửng trong ao trên đầu bạc thì sẽ xử lý sạch nhất bạc. Thì dòng gồ sắt sẽ được đang được đón nhận rất là nhiều, và không giống như là về ưu thế của nó là chúng ta có thể là ủ kích nhân sinh khối lên để cho giảm được cái chi phí rất là nhiều. Và trong chuyến hàng ngày hôm nay thì 20 thùng men đang về cho khách để phục vụ cho khách ở khu vực đó là miền Nam Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Thị Sản Duy. Chi tiết hơn về những cái dòng thuốc men thì bà con cứ ghé showroom của Thị Sản Duy, về showroom về thuốc men và đồ nghề thủy sản, để Duy sẽ có cái dịp để phục vụ bà con tốt hơn và cũng giống như quý anh em để thành công cho ngành tôm Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Thị Sản Duy, và xin chúc các bạn một chung mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.